Lá to lá nhỏ. Tân Phú hạt gạo. Ừ. Con đứng vào Tân Phú đấy. Tân Phú hạt gạo. Bao tiền cây đấy bác? Bác đang đòi 500, bác giả 400. Ừ. Đấy là sắp gặp nhau được rồi đấy. Chia đôi 450. Đi đi chơi đâu mà có cả biển hiệu này. À, hôm đại hội ở xã đại hội nó luôn một số cây cho đấy. Bạch Giang đấy đúng không? Mang mấy cây đi chơi. Hồng hồng kia là hồng gì đấy bác? Hồng kia là hồng gì đấy? Hồng cổ Sapa. Sapa. Hoa cực đẹp luôn. À thế à? Cái đấy bao nhiêu, có ghép cái gì không? Không ghép cái gì, nguyên bản luôn. Đây đây nhìn hoa này. Đây là vấn đề gốc. Nguyên bản luôn đây. À. Đây để trồng vào chỗ cửa sổ mới móc lên. À đây à? Ừ đấy. Cái gì? Ừ đấy. Nó nguyên bản luôn của nó đấy. Hoa đúng như thế luôn. Thơm quá. Ừ. Đấy. Đây, hoa nó tuyệt vời luôn đấy, cái này mà chơi thì quá đẹp luôn. Hoa tím à? Đấy. Hoa nó cực kỳ đẹp. Mờ mờ. Bao tiền bác? Con này 1.2 triệu. Ừ, độ căng. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng à? Ủa đẹp. Nhẹ nhàng ghê đấy. Hồng gì đây? Hồng nhung. Hồng nhung. Nhưng mà chụp lên đấy nó thành cái màu đấy. Như nó là hồng nhung ấy. À thế à? Hồng nhung á? Hồng nhung. Nó xanh nó lại thành tím tím ấy nhỉ? Đây, màu tím ấy. Ừ, đi chụp lên sau cái máy này, chụp lên nó thế. Em xem lại nhá. Kiểu nó cũng phớt phớt như thế. À. Nó, nhưng mà nó không hẳn như này đâu. Mà hoa của nó thì đúng như bàn tay luôn. Ừ. To như bàn tay luôn. Mà lên cực khỏe nhá, đây nó lên bắt đầu lên một phát là có hoa, cứ lên là có hoa. Ừ, tất nhiên, lên là có hoa. Cứ non là có hoa. Hoa thì hoa nó phải khỏe vào đây ác phết chứ. Là hồng nhung sao mai đây. Hồng cổ Sapa. Bắc thì chỉ có những cây như này thôi, bác không có nhiều cây đặc sắc nhưng mà nó lại hợp với nhiều đối tượng khách hàng hơn. Đấy các bác ạ. Chứ có phải ai cũng chơi cầu kỳ như nghệ nhân đâu. Đâu củ gì? À vừa quay đằng sau rồi. Đấy cây đấy bao nhiêu? Cây đấy 15 triệu. À cái củ gỗ ốc sên này 15 triệu. Không không này. Nghe lắm nhỉ. 15 triệu đấy. Đây, củ gì đây? Ồ, không có số, số điện thoại. Đây, đây số của ông đây. Bắc Giang, Lục Ngạn. Đấy, còn cái nhỏ nhỏ ấy, ít tiền. Đấy. Cốt trên xe kia là bao nhiêu tiền đấy bác ơi? Cây trên xe kìa. Con này bao tiền là gì? Vâng. 35 tiền đúng không? Mẹ ghê. 35. Chậu mới thu bớt tí. $35.
cục này thì bao nhiêu? 80 triệu. Bao nhiêu? 80 triệu. 80 à? Căng hơn cục này, căng hơn cục kia. 80. Dưới ốc trên 8 sọi. Điền. Điền. Tám hỏi. Đều hàng chậm cả. Mượn mũ này cho nó nhẹ. Cây này thì bao nhiêu ạ? 18 triệu. 18 triệu. Nhà mình đến là từ Hưng Yên đấy đúng không? Mặt sau, muốn xem cái mặt sau nó hơi khó. Kêu bà. Đây. Luôn đi. Đố người ta đây. Đây. Cứ để ý đầu xe mà gọi các bác nhé. Số đấy. Rồi đích cái tên này. Giao dịch xong rồi đấy. Đấy, hai bố con thế vui. Có cần gì phải mua những cái cây nó ghê gớm quá đâu. Này. Cho ăn con nô cho mấy cái gì mẹ may hòa vốn gì. Đấy mà. Có tiền như nô 70 mấy trăm điểm đến may lọt là 41 cây đấy. Tôi cũng mua cây nào về thì choàng thì bằng chết. Mấy lần đi làm vị là nó mua cái ổi kìa. Quên một cái chưa hỏi cái này bao tiền. Triệu anh nhỉ? Không. Nuôi mà kéo tí nữa thôi. Quê. À, quê. Điền thì con này phải 2 chục. Quê cũng 2 chục được. Quê thì gốc đẹp nhỉ. Như Điền nhỉ? Răm đấy. Răm nó dày. Đây để lại cái lá đây. Nhưng còn nhìn cái chỗ này thì bảo Điền ông nào cũng tin. Form rất đẹp. Đá này. Đá này thì bao nhiêu bác? Cục đá này là nói chung là 2,5 triệu. Đá hợp đấy. Lý đấy. Vào 18 năm rồi đấy. Rồi cắt ngọn đi, làm lại ngọn. Dáng điệu rất đẹp. Rất điều điệu. Hãy liên hệ và bốc nó về, thế thôi. Bốc về chỉ chơi thôi. Không phải làm gì đâu, mình về chỉ cứ coi là
đấy. Đấy, cây đi chơi đấy, bao nhiêu tiền? Con này đi. Vâng. Con này là 2 triệu rưỡi. Đấy, đồ đi chơi rẻ thế thôi. Làm đẹp thôi, được chơi thôi. Đã hợp lý, mấy mèo chỉ tán mê rơi có gãy cố cái đầu không? Ừ, gãy đầu rồi, thôi bỏ. Có cái đẻ tạng đấy, đúng là tay con xác. Rồi, ok. Ok, ok. Tên đây là tên bố, tên kia tên con. À thế à? Xe là tên con. À xe là tên con này. Đây là bố đúng không? Đây là bố. À. Thôi được, gọi ông ngạo cũng được. Thôi thế là được rồi đấy. Phiên chợ. Phiên chợ cuối tuần nhưng mà hơi lưu tiu. Các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Nhớ lưu ý xem thì mở tiếng lên các bác nhé. Có thể là quay đêm hoặc là đã upload lên buổi đêm ấy, thì các bác cắm tai nghe hoặc là ban ngày xem lại, cố gắng mở tiếng ra nhé để có những cái thông tin về có thể là sơ bộ về giá, có thể là tên, có thể là số điện thoại. Số điện thoại thì thường họ đọc trực tiếp hoặc là tôi quay ở cái đầu xe ô tô. Tôi cũng không có lưu số gì cả. Tôi cũng như các bác đang đi như này và cầm quay phim, tôi có rảnh đâu mà lưu số. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác nhé.